Là một con bạc lâu năm, người đàn ông này cuối cùng cũng nhận lời chia sẻ về quãng thời gian chìm sâu trong những canh bạc đỏ đen. Tất nhiên, tên tuổi đã được thay đổi. Từ khi còn đi học, khoảng 15-20 tuổi, tôi đã biết đánh bạc. Nhiều năm trước, tôi mắc nợ, phải vay mượn tiền của người quen, bạn bè để sống qua ngày. Tôi đã tự hủy hoại đời mình. Cả bố mẹ tôi, các chị gái, anh rể và cháu tôi, ai cũng phải khổ vì tôi. Thật tồi tệ. Tôi không muốn thấy người khác lún vào cờ bạc nợ nần như mình. Ban đầu chỉ là tìm kiếm chút may mắn với trò bingo, trò chơi phổ biến nhất ở Bosnia và Herzegovina. Sau đó, người đàn ông này ném tiền vào trò đua chó, sòng bạc, một sự sa ngã khá dễ dàng khi những quán cá độ cờ bạc mọc lên ở mọi ngóc ngách của đất nước này. Kia là một cửa hàng bán chân gối đệm cũ, nhưng thực chất là một trong những điểm đánh bạc mà tôi hay tới. Ngày nào tôi cũng ngồi đấy 2 tiếng, hoặc có khi cả ngày, cho đến khi không còn xu dính túi. Theo thống kê của giới chức nước này, mỗi người trưởng thành ở Bosnia dành trung bình một tháng lương một năm để đánh bạc. Nhưng thực tế có thể còn nhiều hơn. Người dưới 18 tuổi không được phép đánh bạc. Về lý thuyết là thế, nhưng bạn thấy các sòng bạc ở khắp nơi. Các chuyên gia nhận định rằng những người chồng, người cha ở độ tuổi 35 đến 40 là đối tượng nghiện cờ bạc điển hình. Nhiều người không kiếm đủ tiền nuôi gia đình, họ bèn tìm đến cờ bạc như là lối thoát. Nhưng không có vận may nào đến từ trò đỏ đen cả, mà chỉ có những gia đình tan nát, những đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lý mà thôi. Ở Bosnia, có đến 50.000 người nghiện cờ bạc. Chính phủ nước này cũng đã cấm quảng cáo cờ bạc trực tuyến và mở ra những trung tâm cai nghiện cờ bạc trên toàn quốc.